Chào mừng các bạn với kênh Get Mì Ăn Liền của mình. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn dùng phần mềm MapInfo để đưa các quy hoạch lên Google X. Thì đây là một cái bản PDF của quy hoạch tổng thể quốc gia. Các bạn chú ý các tọa độ của bản PDF để đưa lên MapInfo. Trước tiên các bạn chuyển file PDF về định dạng PNG, đó là định dạng ảnh. Định dạng ảnh mình đã cung cấp cho các bạn trong các file đi kèm, có link tại phía bên dưới. Đầu tiên bạn mở Google X và nhập một điểm bất kỳ, mình đặt là điểm số 1. Đây là cái hệ tọa độ trên bản đồ. Bạn nhập vào 102 102.
Ok, như vậy là đã hoàn thành. Các bạn đưa cái bản đồ lên Google X để có thể rà soát đối chiếu với cái công việc của các bạn. Thân chào các bạn.